Vô tình là mấy tuần qua thì mình không có đăng clip hướng dẫn liên khay hay là cái gì lên cho anh em hết, thì cũng có nhiều anh em cũng có hỏi mình là sao mấy tuần nay anh không có đăng gì. Tụi em hóng quá. Thì mấy tuần qua là mình đang trong cái đợt thực tập tốt nghiệp đó, cho nên là hiện tại là phải viết báo cáo các kiểu. Lâu lâu thì mình cúp được vài buổi đó, nói chung là cũng không có nhiều thời gian rảnh, mà có thời gian rảnh thì mình cũng chơi không, mà chứ mình không có làm. Thì cho nên là bữa nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái liên case, nó cũng tương đối là dễ cho mấy bạn mà newbie, để mấy bạn có cái để mà mấy bạn tập. Tại vì sắp tới là cũng còn có nửa năm nữa tới rồi, cho nên là giờ cũng chuẩn bị liên case gì vừa là cũng tới đó là cũng ok rồi. Và mình cũng phải nói trước khi mà mình hướng dẫn cho những bạn nào mà đang xem kênh của mình cũng như là các kênh khác, thì là nếu mà các bạn bắt đầu chơi cái trò này, các bạn mới vừa tiếp xúc với cái trò này, thì tốt nhất là các bạn nên học từ cơ bản, các bạn học lên, chứ các bạn đừng có học những cái link case như thế này. Đây là một cái clip dành cho những bạn nào mà đã làm được những cái kỹ thuật ở trong cái link case này rồi, trong cái liên kết này rồi, thì các bạn có thể xem cái clip này giống như là một cái để mà các bạn tham khảo đó, cho các bạn tham khảo là cách mà để mà ghép chúng lại với nhau như thế nào. Để ghép thì đương nhiên là các bạn phải biết từ trước rồi, chứ mình không thể nào mà mình hướng dẫn là từ đầu hết tất cả các cái ở trong cái liên khai này được, tại vì cái clip nó sẽ rất là dài, 50 60 phút luôn, nhưng làm sao mà các bạn coi hết được đó. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nên là học từ dưới học lên, chứ đừng có nhảy vô học liền cái này, các bạn sẽ bị ức chế, các bạn sẽ chửi mình. Thì cái liên khai em này nó sẽ có dạng như sau đó, mình sẽ làm lại lần nữa đó. Đầu tiên để làm được cái link khay này, chúng ta sẽ làm một cái trick. Cái trick này mình cũng không biết nó tên gì, nói chung là mình sẽ cố gắng mình làm chậm để các bạn có thể copy theo. Bạn nào mà nhìn không ra được thì các bạn có thể dùng cái chức năng của YouTube, nó cung cấp cho người dùng là cái khả năng là tùy chỉnh cái tốc độ đó. Các bạn bấm vào cái hình cái bánh răng ở dưới đó, thì các bạn có thể là chọn cái tốc độ là tầm 0.5, 0.25 gì đó, nói chung là các bạn chọn làm sao mà các bạn có thể nhìn thấy được. Thì cái chức nó sẽ trông như này đó. Các bạn sẽ cho cái bút nó đi lên đây như này đó, mình sẽ cố định nó lại để cho các bạn có thể xem được cái thế tay nó sẽ đi như này đó, nó sẽ đi như này đó, làm nhanh nó sẽ đi như này đó đó, mình sẽ cố định lại đó. Các bạn nhìn cho kỹ cái thế tay đó, những cái ngón nào đặt ở đâu thì các bạn xem cho nó kỹ đó. Sau khi mà đã lên tới đây rồi thì chúng ta sẽ pass xuống đó, pass xuống như này, các bạn co cái ngón này lại, các bạn đẩy cái cây bút xuống đó như này, các bạn dùng hai cái ngón này, các bạn đẩy cái bút xuống như này đó. Mình sẽ làm lại từ đầu đó như này, sau đó các bạn sẽ sonic lên. Sonic thì mình nghĩ là chiếc cơ bản rồi, cho nên là mình cũng không cần phải nói nhiều. Sonic lên như này đó, sonic lên, đẩy lên đây, xuống đây, sonic lên. Cái đoạn tiếp theo nó sẽ hơi khó hiểu, cho nên là các bạn sẽ xem cho nó kỹ vào, nếu không là các bạn sẽ không hiểu và các bạn sẽ dẫn tới chửi mình đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ, sau khi mà sonic lên đó, thì chúng ta sẽ dùng cái ngón cái đặt vào cái phần bút mà nó hướng về phía người chúng ta nè, đó, đặt vào đây. Sau đó chúng ta sẽ nhấc cái ngón trỏ ra, cái bút nó đã bị cái ngón cái cố định lại rồi, chúng ta nhấc cái ngón trỏ ra, đưa xuống dưới như này, kéo cái dùng cái ngón trỏ kéo cái bút về như này, và đồng thời đưa cái ngón cái xuống dưới đây. Sau đó chúng ta sẽ cong cái ngón cái lên như này, đó, cong ngón cái lên, thì chúng ta sẽ có được cái dạng này, đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ fingerless thumb around qua như này đó, và kết thúc cái liên khay. Làm lại từ đầu hết, nó sẽ đi như này, lên đây, xuống đây, sonic lên, đẩy lên đây, qua đây, fingerless thumb around, kết thúc liên khay đó. Làm nhanh nó sẽ đi như này đó. Thì cái liên khay này các bạn có thể để nó ở bất cứ vị trí nào, các bạn để ở phần đầu cũng được, ví dụ như là bây giờ các bạn lên đây, sau đó các bạn cho nó qua đây, sau đó các bạn quay tiếp cũng được, các bạn để nó ở giữa cũng được, hoặc là để ở cuối. Ở cuối thì nó cũng làm tương tự, nhưng mà khi mà các bạn fingerless thumbnail qua thì các bạn kết thúc luôn đó, thì đó là ở cuối. Mình sẽ ghép thử cho bạn xem một cái combo có sử dụng link khay này. Đây, bây giờ mình sẽ đưa vào đó, đó như này. Và ok, nếu mà các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.